Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì ngoài trời đang mưa đó, mọi người có thể nhìn thấy áo của Mai là đang bị mưa rơi ướt đó. Hiện tại thì Mai đang đứng ở trước cửa nhà mẹ chồng của Mai, mẹ chồng người mà sinh ra ông xã của Mai đó, sống cách ở nhà Mai 5 cây số và mất những 50 phút đi xe. Mai tới đây không phải là Mai giới thiệu nhà của mẹ chồng của Mai, Mai tới đây ấy là người yêu của mẹ chồng Mai, người mà Mai luôn gọi bằng bố đó. Hôm nay ông nấu rượu mận, có nghĩa là bên đây họ nấu rượu bằng tất cả các loại hoa quả đấy. Thì là như ở Việt Nam thì Mai không biết có rượu mận hay không, nhưng Mai biết là có rượu gạo, rượu ngô. Thì Mai muốn quay lại một chút văn hóa của người Pháp để chia sẻ với mọi người. Và nấu rượu bên Pháp nó không đơn giản như Việt Nam mình. Tại vì Việt Nam mình nếu mà mọi người muốn nấu rượu ấy thì đều được quyền nấu, nhưng ở bên Pháp thì lại hoàn toàn khác. Mọi người ở bên Pháp muốn nấu rượu ấy là phải xin phép nhà nước, được phép cho nấu mới được nấu. Nhưng mà người bình thường như Mai xin phép nấu là không có được. Mà đây là bố của người yêu mẹ chồng Mai đó, là ngày xưa ông ấy là làm nông nghiệp, ông ấy là agriculture, ông là nông nghiệp á, thì ông ấy có ruộng đất rất là nhiều, ông có trồng cây ăn trái, thì ông ấy được phép là nấu rượu. Nhưng thời ông ấy nấu rượu thì không phải đóng thuế. Nhưng mà khi đến thời con của ông ấy, có nghĩa là người yêu mẹ chồng Mai đấy, năm nay 84 tuổi rồi đấy, là kế nghiệp của ông ấy thì được phép nấu. Nhưng cơ mà bây giờ người thường như Mai là không được phép nấu. Ví dụ như mình mà mua hoa quả về nấu là không được, nhưng mà một cái tư nhân thì không được phép. Nhưng mà nếu mà một doanh nghiệp, một công ty thì lại khác, đúng không? Còn một tư nhân thì không được phép. Vì bên Pháp ấy, luật ở Pháp quản lý về nước hoa hay là rượu hay thuốc lá rất là chặt chẽ, cho nên là không phải là mình thích nấu rượu là được. Đó, thì là Mai muốn giới thiệu với mọi người để mọi người hiểu hơn rằng là không phải ai muốn nấu rượu bên Pháp cũng được, mà ông ấy được phép nấu rượu ở Pháp với 1000 nồng độ cồn. Có nghĩa là khi mà rượu ông nấu 47 độ đó thì ông chỉ được quyền nấu trong vòng 20 lít hay 22 lít thôi của một năm ấy nhá. Và trong cái phạm vi 22 lít đó ông phải đóng thuế là 8 euro một lít, có nghĩa rằng là tương đương với lại 200 ngàn, hơn 200 ngàn của một lít ấy. Còn khi mà cái số lượng nó vượt quá hơn 20 lít đó thì ông phải đóng tới 16 euro của một lít, tương đương với lại hơn 400 ngàn của một lít. Đấy là đóng thuế cho nhà nước nhé. Nhưng mà đã đóng thuế rồi, được phép nấu rượu rồi, những cái rượu này mình chỉ được quyền dùng, quyền cho tặng chứ không được quyền bán. Vì bên Pháp khi mà bạn bán rượu thì lại phải đánh theo cái giá thuế khác. Thì ok, Mai chỉ muốn giới thiệu cho mọi người biết thêm về cách nấu rượu ở Pháp và hiểu thêm về cái luật lệ ở bên Pháp khi nấu rượu thế nào. Và bây giờ thì Mai chia sẻ một chút ở bên ngoài cái ngôi nhà của mẹ chồng Mai nhé. Đây là ngôi nhà của mẹ chồng Mai. Mọi người thấy không? Nó rất cũ kỹ không? Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1870 đấy mọi người. Và khoe với mọi người một chút ở bên trong cái ngôi nhà 150 năm tuổi nhá. Đó, và trong nhà của cái nhà có 3 kỷ liên xem như nào nhé. Từ 1870 mà cho tới bây giờ đây thế kỷ 21 rồi. Thì đây là cái bếp á. Cái bếp thì từ cái thời nguyên thủy vẫn như này, không thay đổi. Mọi người nhìn có thấy cái chỗ mà hút hơi đấy, là nó bằng đá đấy mọi người. Đó, tất cả bếp bằng đá. Nhà mẹ chồng Mai thì dùng rất là nhiều thứ bằng nồi đồng. Đó, rất nhiều thứ bằng đồng. Còn đâu là cái phua này, cái lò nướng này là mẹ chồng Mai đã dùng hơn 40 năm rồi mọi người, mà nó vẫn chạy tốt, mà mẹ chồng Mai khoe lại đó. Em muốn khoe rằng cái gỗ ở trên cái trần nhà này đó, đó là 100% bằng gỗ mọi người ạ. Mọi người thấy đẹp không? Đó, mà nó vẫn giữ tới bây giờ, bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn giữ tới bây giờ đó. Cái gỗ ở trần nhà, tất cả nhà là bằng gỗ hết nhá. Tại vì những cái nhà cũ ở bên Pháp á, lâu đời là hoàn toàn bằng gỗ hết. Ok, thì bây giờ đây mọi người theo chân Mai để ra xem là người yêu của mẹ chồng Mai nấu rượu như thế nào nhá. Mai vừa rời khỏi nhà mẹ chồng ấy thì Mai xuống tới chỗ bố chồng đang nấu rượu nhá. Mai giới thiệu sơ sơ là đó, mọi người thấy không? Họ cất tất cả củi ở bên trong này để sưởi ấm đi mọi người. Và đây nữa này. Và nhà mình có ai nhìn thấy khói, cái ống khói đang bốc lên không? Đó là bố chồng Mai đang nấu rượu ở trong. Và bây giờ thì mọi người cùng Mai đi vào khám phá nhé. Mai sẽ vào bên trong khám phá. Mai vừa xuống tới nơi, nhưng mà Mai nghe mọi người đang nói chuyện bên trong, chắc là không để ý là Mai tới nơi. Mai gõ cửa xem thế nào. Đồ đạc đang nấu rượu. Ai mở cửa đây? Bonjour papa.
Bây giờ mọi người vào trong khám phá. Bonjour, đây là bạn của bố chồng Mai. Đây là cháu, cháu nội của bố chồng Mai. Đó, mọi người thì đang uống cà phê. À, thế mọi người thấy không? Rất là đơn giản đó. Nhưng mà đây không phải là nhà ở mọi người ạ. Đây chỉ là cái chỗ mà bố chồng Mai nấu rượu thôi. Đấy, cái đồ nấu rượu bên đây đấy. Mà đây đấy nhé, là không phải là rượu gạo đâu, mà là rượu mận. Đó, đây đang nấu ở đây nhé. Chắc chắn là nấu bằng củi rồi. Ở bên Pháp thì họ dùng củi rất là nhiều. Và khi mà rượu được á, thì sẽ chảy qua cái ống đồng này. Họ nấu tất cả bằng lồi đồng, bằng đồ đồng đấy cả nhà. Đó, sẽ chảy qua cái ống này. Sau đó sang cái thùng nước lạnh này, rồi là sẽ chảy rượu ra đây. Nhưng mà rượu vẫn chưa ra mọi người ạ. Thấy cái mùi mốc đồng đặc biệt không? Đấy cái khâu hót đồng này. Papa, sao gì quá sao papa? Mai đang hỏi cái này để làm gì đấy, để xếp cái gì đó. Thì bố chồng Mai đang hướng dẫn cho mình. À rồi. Aoi. Rồi, úp lại xong bắt đầu là cái mũ nó chảy sang đây đấy. Đây nó cũng ra rượu. Ok, dì Mai đã hiểu rồi. Đây là một cái nồi nấu rượu thứ hai. Nhưng cơ mà hôm nay thì không có sử dụng tới đấy mọi người. À, bố chồng giới thiệu rằng là cái này bắt đầu nóng rồi đấy mọi người. Sờ tay được vào, bây giờ không sờ vào nữa rồi. Khi nó nóng thì nó sẽ chạy qua đây, xong bắt đầu nó vào hết những cái ống để nó làm nguội đó. Rồi nó sẽ chảy ra đây. Mai vừa giới thiệu xong là đây là cái nước cốt rượu đầu tiên nhé. Thì Mai sẽ đo bao nhiêu độ cho mọi người xem. Khi mà rượu chuẩn bị được ấy, thì bắt đầu nó sôi, nó nóng tràn như này này mọi người. Đó. Đây là chỉ là nước thôi nhá, còn đâu là tất cả là hơi rượu ấy sẽ đi qua cái ống này. Mỗi một năm ấy, thì bố chồng Mai sẽ nấu rượu một lần. Đấy nhá mọi người, thấy sự khác biệt ở bên đây không? Bây giờ thì Mai sẽ quay camera lại Mai hỏi nhé. Vừa nãy thì Mai nghe được cháu nội mà gọi ông nội bằng tên trực tiếp đó. Thì bây giờ Mai sẽ thắc mắc luôn để cho mọi người xem nhé. Hello, je vois vous appelez votre grand-père. Oui. Son prénom. Pas appelé papi. Si, si, si. Des fois, quand tu n'entends pas, je l'appelle Rodi. Oui, parce que... Tu veux goûter? Non. Bố chồng vỗi ra một chút rượu. Ah, si, c'est un documentaire, faut goûter. Comme chez nous, là du côté. Oh! Rượu quá nặng mọi người. Nó chín chín. Đây là giọt rượu đầu tiên bố chồng Mai uống rồi. Ông nội đang cho cháu nội là uống thử đấy. Đây là giọt rượu đầu tiên mà mọi người thử. Là. Ça c'est pour le documentaire, Jackie. Good, good, good. Ông cũng lặng quá. Đó, đó là vừa đấy thì là cháu nội gọi ông nội bằng tên đấy, chẳng hạn như là Gunne, nhưng mà ở Việt Nam thì không mà có. Wow, mọi người nhìn thấy màu rượu không? Quý chưa? Đó, nó hơi xanh xanh một tí. Bố chồng Mai lại lấy nước lạnh á, đổ vào để cho nó tràn ra. Thì Mai đang thắc mắc ấy, thì ông bảo là muốn làm như vậy đấy để cho nó giảm cái nhiệt độ nóng đi, không phải nó nóng quá đó. Đã đầy rồi, ly đầu tiên. Đổ bớt đi, bây giờ sẽ đo nhiệt độ nha. Độ rượu lên tới 65 độ C cơ. Wow. Chez vous faites quoi de l'alcool de canne à sucre, non? Non, on a fait du alcool de riz. Ça du riz. Đây là kết quả nước tràn ra ngoài, cả nhà phải lao động với tất mọi người. Đó. Cháu quét, ông hót. Đó, người Pháp là như vậy đó. Ai cũng rất là chịu khó. Họ rất là cần cù và họ yêu lao động. Yeah.
bây giờ đến lượt ông xách đi. Mỗi người một việc không ai bảo ai. Đó, hết củi đó thì bác này lại bổ củi cho thêm vào này. Ah, 67 encore jeune. Non. Oui, 68 en 2021. Aïe, aïe, aïe. Giờ đến lượt bố chồng Mai. Tôi nghĩ ông 8, đón tuổi 85 ấy, ông sinh năm 36. Mà bây giờ vẫn còn trẻ củi, vẫn còn đi lại, vẫn còn lái xe bình thường. Wow. Wow. Kỳ quá, bây giờ Mai sẽ không thử bố củi nhé. Raté. Attention. Wow. Ça va? Hey, ça fait ça toute ta vie? Oui. Mai bây giờ đi trả thù thuê được rồi đó mọi người. Sau khi làm việc bây giờ Mai đi ăn sáng. Bây giờ thì Mai mới ăn sáng. Tại vì sáng nay đưa con đi học xong đó là Mai chạy thẳng nhà mẹ chồng cũng hơn. Nhà mẹ chồng cách nhà Mai hơn 50 cây. Mai phải mất 50 phút mới tới nơi. Hôm nay thì Mai giới thiệu cận kề nhé. Đây ấy, Mai gọi là bố chồng nhưng mà ông là người yêu của mẹ chồng Mai. Và bố mẹ chồng Mai ly dị nhau ấy, thì mẹ sống với ông được hơn 30 năm rồi. Ông cũng có vợ, có con nhưng mà vợ ông đã mất. À, còn tôi là bố chồng Mai để sống với bà khác cũng hơn 30 năm rồi. Hai người cũng cưới nhau nhưng cơ mà Mai thì Mai cũng gọi vẫn gọi là bố mẹ. Đây là cái món phô mát công tê đó, Mai cực kỳ thích. Mai cực kỳ có thích. Và đây là xúc xích. Đây là xúc xích khô của Pháp đó. Đây là kiểu món thịt muối đó mọi người. Sa maison, elle est où? Au sud, la maison qui est juste au sud. Mời cả nhà nhé Mai nhé. Ah, d'accord, ok. C'est lui qui a tout acheté. Ah, ok. Ce qu'il faut essayer de proposer, c'est que tu donnes toute la bordure. Đúng ra. C'était là où on pêchait, nous. Xúc xích phải cắt mỏng thì mới ngon, nhưng mà Mai ăn tham á, Mai cắt dày quá nên là nhai mỏi mồm giống như ăn mực của Việt Nam ấy mọi người. Ăn mực nướng thì phải cắt nhỏ và mỏng, còn nếu mà mình cắt to mà dày nữa thì mình nhai chỉ có mỏi hàm thôi. Mọi người uống rượu trắng. Garder une partie qui a avec le lac, quoi. Agrandir un peu la surface côté de la maison qui a avec le lac, et puis quitte laisser le fond du pré à l'eau, que lui puisse accéder depuis sa maison bon, à son lac qu'il a acheté. Ça serait gagné à gagner. Cette année, je suis allé. En 2020, bữa sáng, mọi người ăn. Bánh mì, format và xúc xích. Tu peux peut-être mettre du bois dedans. Ouais, c'était une belle journée estivale là quand même. Mà bố chồng thì ăn xong rồi, uống cà phê rồi, bây giờ ăn táo. Ne pune. Oui. Quand vous cherchez et vous faites comment pour remonter de pour faire de l'alcool. Les écraser. Puis les faire fermenter. Fermenter comment? Fermenter, c'est-à-dire se transforme en le sucre qui est dans la prune, se transforme en alcool. Ah! Est-ce que vous rajoutez le sucre ou pas? Est-ce que vous rajoutez le sucre encore pas? Non. Pas en question. Si tu rajoutes du sucre, ça fera de l'alcool, c'est sûr. Mais ça va être sec, il y aura pas de. Il n'y aura pas le goût de la prune, si tu veux. Ça, c'est que le sucre de nature, de prune. De prune. Elle vous donne rien de pourri dedans. Que le prune, vous ramassez, lavez. Non, même pas. Pas laver. Écraser. Écraser. Et à monter combien de temps? Un mois. Un mois. Après vous cuire, sans produit dedans, rien. Tout naturel.
Merci papa de votre formation. Et après, c'est vous pris combien de temps? 4 heures. Combien de kilos de cuir papa pour avoir 5 litres de alcool? 120, 130. 120 cân mận mà chỉ nấu ra được 15 lít rượu thôi mọi người. Và rượu là 100% bằng đường tự nhiên nhé, của mận nó không cho bất cứ một chất bảo quản nào, cũng không cho men luôn. Và bạn, theo đó là nơi viên được đăng một xí phù lợi phù khoa cách dù phù ô bông tê lờ ai khôn mẹ lá phù đòn kiếm được đăng. Mais on peut en mettre, mais il n'y a pas de feuilles. Ah, nature. Mai đang thắc mắc với bố chồng rằng là ở Việt Nam ấy rượu gạo á, lúc cơm nên đợi cơm nguội đó, thì mình phải cho men vào ủ 3-4 ngày đó thì bắt đầu nó mới lên mẹn mình nấu rượu. Ở bên Pháp thì trong cái bánh mì cũng vậy đó, họ cũng phải cho men vào xong bắt đầu là ủ là bột xong bắt đầu mới làm bánh mì. Thì Mai sợ bố không có hiểu đó thì Mai hỏi rất là rõ rằng là bố có cho men bất cứ men vào không? Ông nói là có thể cho nhưng ông ấy không cho. Và ông để nó 100% tự nhiên. Tại vì bố chồng Mai là người rất yêu thiên nhiên, yêu tự nhiên. Ông làm cả mật ong thiên nhiên luôn á. Thì đến cái mùa xuân đến đây đi, hoa rất là nhiều. Thì lúc đó Mai sẽ quay cho mọi người xem là bố chồng Mai làm mật ong như thế nào nhé. Vous êtes né sang octobre 1936. Oui, très bien. Bien sûr, je vous appelle tout le l'anniversaire de famille. Mai bảo bố sinh ngày mùng 5 tháng 10 năm 1936. Đó, mọi người thấy không? Ông đã qua tuổi 84 mà ông vẫn khỏe mạnh. Je dis vous êtes quand même quand on mais vous êtes encore costaud. Oh oui. Oui, c'est le oui oui. Et je suis né dans la ferme ici là à côté là. Ah, bố chồng Mai bảo khi ông sinh ra đấy. Il y a les enfants. Oui. Oui, ông bảo là ông sinh ra là tại cái ngôi nhà này đó. Bố sinh ra ở đây đó. Sinh ra từ năm 1936 là bố sinh ra ở đây. Đó, vườn rất là rộng. À, bây giờ thì con trai trưởng của ông ở. Tại vì cái ngôi nhà nó to lắm mọi người ơi. Nó rất là rộng. Eh oui. Eh oui, c'est tout. 94 ans. Ông bảo 84 năm ông vẫn sống ở cái ngôi làng quê mà nơi ông sinh ra. Nhưng mà đây là con trai ông ở bằng cái nhà mà mẹ chồng Mai. Mà Mai khoe mọi người đó thì ông mua vào năm 1967. Và ở bên đây họ rất yêu nơi sinh ra từ bé lớn lên ấy. Xong khi mà có cái nhà hàng xóm hay nhà ai ở làng bán ấy là họ sẽ mua. Tại vì họ muốn rằng là sống ở cái nơi mà mình sinh ra. Mọi người thấy cái ngôi nhà của bố chồng Mai đó mà ông bà đang ở với Mai khoe đó, nói là cái ngôi nhà ấy là có xây từ 1870 đó. Mọi người thấy ngôi nhà từ năm 1870 mà đến bây giờ vẫn còn ở, vẫn còn đẹp, rất là chắc chắn luôn. Mà bên trong thì nó không thiếu bất cứ một cái tiện nghi gì cả, rất là tiện lợi luôn mọi người. Wow, mọi người kiểm tra nước liên tục á. Nước mà nóng á, thì là họ là phải xả nước từ đây ra để cho nước lạnh vào, để luôn luôn bảo đảm là rượu nó ra ngon. Papa, vous me expliquez, vous avez droit combien de litres alcool par an? Jusqu'à 1000 degrés, c'est 8 euros. Et après, si on dépasse les 1000 degrés, c'est 16 euros. Si on n'a pas d'arbre, on n'a pas le droit de faire des gouttes. Tu veux pas si vous avez l'arbre aussi. Tu peux pas acheter des fruits à quelqu'un d'autre. J'ai un cognier, il est où comme ça? Là, il faut faire la demande 72 heures avant. Ah, khi mà được nhà nước đồng ý đó, thì mình mới được quyền nấu đấy mọi người. Chứ không có ai quyền nấu đâu. Ouais, ouais, ouais. Mais le papier, c'est tout. On peut, il y a l'heure. Oui. Si on a fini à 17h, ça doit rester ici. Et après, on doit obligatoirement l'emmener, doit l'emmener chez lui. Ah, d'accord. On n'a pas le droit de l'emmener chez Patrick ou chez quelqu'un. On est de temps de. Donc, d'un certificat des transports. Oui. Donc le lieu de livraison qu'on met, oui. la date avec l'heure, oui. Le moyen de transport. Oui. Mmh. Luật rất là nghiêm mọi người ạ. Mai cứ tưởng rằng là mỗi một người đấy được phép nấu 1000 độ, tương đương với khoảng 20 lít ở trong nhiệt độ 50 độ đó. Luật bên Pháp rất là nghiêm về nước hoa, rượu và thuốc ấy, thì đánh thuế rất là cao. Có nghĩa rằng là chỉ có người có đất
chống bận. Người đó mới được quyền xin phép nhà nước để cho phép được nấu rượu tại nhà. Còn nếu mà bạn mua, bạn là một người mà tự nấu rượu ấy, thì bạn không được quyền mua cái bận đó để về nấu. Và khi trước khi nấu đấy là phải xin phép nhà nước các mọi người, phải ghi rõ rằng là ngày bao nhiêu mình nấu, và nấu từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Nếu mà nấu xong vào lúc 5 giờ chiều đó cũng không được phép rời khỏi đây, phải rời đúng 6 giờ chiều. Tại vì trong cái thời gian đó người ta sẽ đến con thô, có nghĩa là kiểm tra bất cứ lúc nào. Mọi người thấy luật nghiêm không? Có nghĩa là nấu xong sớm không được về sớm. Luật phiên pháp rất là nghiêm ấy. Không phải là được phép nấu 20 lít mà không phải đóng thuế đâu. Mọi người vẫn phải đóng thuế 210.000 tiền Việt Nam ấy mới được phép nấu ra 1 lít rượu. Và khi mà cái lượng rượu nó quá, chẳng hạn như 22, 23 lít hay 25 lít á, thì những cái số lít quá đó mình phải đóng 16 đồng 1 lít, có nghĩa là giá nó còn gấp đôi, dã man cho mọi người. Đấy là Mai muốn chia sẻ với mọi người hiểu thêm về cái văn hóa Pháp, cái quyền lợi và cái luật lệ ở bên Pháp để cho mọi người hiểu. À midi, on est déjà 5. Papa? C'est combien de temps pour faire des icônes? Combien de temps? Ça fait, allez, 70 ans. 70 ans déjà? 14 ans, vous ne pouvez pas voir. Si, j'en faisais avec mon père. Avec votre père, oui. Mẹ chồng lên tiếp tế. Bonjour, mama. Đây là đồ ăn đấy mọi người. Vas-y, pourris sa vidéo. Je peux l'envoyer. Đồ ăn đã đến mọi người. Attends. Cho củi vào trước khi ăn cơm. Bây giờ thì Yên Chí ăn cơm rồi. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình Mai nhé. Bây giờ là giờ ăn cơm. Ok, thì Mai sẽ cắt để Mai dành thời gian ăn cơm gia đình. Cảm ơn mọi người. Món khai vị là món khoai tây. Papa, mama, bon appétit à vous tous. Bon appétit. Hôm nay mẹ chồng nấu món bœuf bourguignon. Món thịt bò linh ấy mọi người. Ngon không mọi người? Wow, ai còn nóng nguyên. Đây là ăn ở trong một cái caban. Mọi người biết không, ở bên Pháp á, dù ăn bữa cơm có sang trọng hay là có đơn giản đến mấy thì họ cũng vẫn chia ra ba khoảng khắc, đó là ăn khai vị, ăn món chính và món tráng miệng. Và dessert của họ thì luôn luôn ăn format hay là kho quả. Đó. Bây giờ thì đến lượt ăn tráng miệng như mời cả nhà. Đây là format tươi này, đây là công tê. Ăn xong rồi bố chồng Mai lại ăn compote. Compote có nghĩa là mứt hoa quả đúng không người? Đó. Tại vì nhà mình chồng Mai có một cây táo mà. Thế là ông bà mỗi một năm mà được thu hoạch, ông bà sẽ hái và sẽ nấu compote đó, nấu táo như này và ăn kèm với bánh quy, mọi người thấy không? Đó, đấy là cái món tráng miệng bên Pháp. Nhìn nó hot boy chưa? Cháu nội của bố chồng Mai đấy. Đây là cái liệu thử nghiệm cuối cùng. Vẫn sạch. Ồ, đến còn có 20 năm rồi. Còn là bố Mai sẽ dừng lại. 48. Đó, mọi người thấy không? Uống rượu là phải thử cả. Non, merci, papa. Ok. Hôm nay thì Mai chỉ muốn giới thiệu với mọi người biết rằng là ở bên Pháp họ làm rượu mận như thế nào. Và hiện tại bây giờ thì bố Mai đang lấy được 22 lít rượu rồi. Tổng tất cả là cái từ cái lít đầu tiên là 65 độ cồn đó. Và đến bây giờ cuối cùng là 28 độ nồng độ cồn thì là ông ấy dừng lại, tại vì chỉ được phép lấy trong vòng 1.000 độ thôi. Ok, thì hôm nay Mai chỉ muốn chia sẻ cho mọi người hiểu về cái văn hóa của người Pháp. Người Pháp họ vẫn giữ lại những nghề truyền thống, những nghề họ yêu thích. Và như cái nghề nấu rượu này đấy, mọi người phải hiểu rằng là khi mà ông ấy nấu rượu được 1.000 độ mà phải trả là 8 euro của 1 lít
đấy là trả phí cho nhà nước nhưng mà lại chỉ được dùng, không được quyền bán nhưng lại được quyền cho. Đó để cho mọi người hiểu thêm về cái luật ở bên Pháp và cuộc sống ở bên Pháp. Ok, cảm ơn mọi người. Nếu mọi người yêu thích những video của Mai chia sẻ thì cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Thì là đi điểm. Thì Mai đi về. Mai xin chào tất cả mọi người. Bye bye. Merci chunomong. Merci. Ồ, người Pháp thì rất thân thiện mọi người ạ. Bon voyage. Merci papa. Au revoir.